Hidetoshi Nakata, chàng lãng tử của bóng đá Nhật Bản. Trong thập niên 90, Nakata giống như một người tiên phong, một thần tượng mới đại diện cho nền bóng đá Nhật Bản nói riêng cũng như bóng đá châu Á nói chung. Đối với Nakata, bóng đá đích thực chính là nghệ thuật, nó phải đẹp, phải giàu cảm xúc, thậm chí còn hơi viễn tưởng một chút cũng được. Cầu thủ sinh năm 1977 này biết cách chiếm được trái tim của các cổ động viên bằng một phong cách thi đấu cá tính, giàu kỹ thuật, hào hòa và cũng không kém phần hiệu quả. Nhà anh quyết định giải nghệ ở tuổi 29 khi cảm thấy bóng đá không còn mang lại niềm vui cho bản thân. Sở hữu vẻ điển trai cùng phong cách lãng tử chẳng khác nào một fashionista, anh quyết định dừng lại ở đỉnh cao khi vẫn đang là biểu tượng của bóng đá châu Á. Sau đó, Nakata dành thời gian chu du khắp nơi để thực sự tìm ra bản ngã của cuộc đời mình. Quả thực, không phải ai cũng có thể sẵn sàng chối bỏ ánh hào quang giống như Hidetoshi Nakata.